A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay về danh Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh Để tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 3 Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay Đó là bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học không để kem phải chờ lâu, chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên, đó chính là phần định hướng. Trước tiên, Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số tri thức về thể loại và những yêu cầu cụ thể khi viết. Với dạng bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề được đặt ra trong tác phẩm văn học thì nó đòi hỏi người viết cần phải có kiến thức cả về văn học và cả về đời sống cũng như những kỹ năng về phân tích văn học, kỹ năng phân tích đánh giá một vấn đề xã hội. Và sau đây cô sẽ chỉ ra những yêu cầu cụ thể khi các em tiến hành viết dạng văn này như sau trước tiên là kem cần phải phân tích đề bài và xác định vấn đề có ý nghĩa được đặt ra trong một văn bản văn học thứ hai là chúng ta cần phải đọc kỹ lại văn bản văn học đã được nêu ở đề bài thứ ba chúng ta sẽ tiến hành tìm ý và lập dàn ý cho bài viết và trong cái phần này chúng ta cần phải nêu được ít nhất hai ý lớn đầu tiên là phần giới thiệu và phân tích vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học thứ hai là phần bàn luận về vấn đề xã hội đó trong đời sống đây chính là phần trọng tâm của bài viết và cuối cùng, các em cũng cần thể hiện rõ được những cái thái độ, tình cảm khi bàn luận về vấn đề đã nêu ra và trong đó chúng ta cần phải kết hợp vận dụng những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân của người viết. Sau đây, các em quan sát trên màn hình, đây chính là tiến trình viết. Ở phần này, chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo các bước như sau. Bước đầu tiên đó là bước chuẩn bị, sau đó bước số 2 là bước tìm ý và lập dàn ý. Lập dàn ý xong, chúng ta sẽ đến với bước viết và cuối cùng chính là bước kiểm tra và chỉnh sửa. Sau khi đã nhắc lại một số vấn đề về lý thuyết cũng như định hướng cho các em cách làm, chúng ta cùng đến với phần số 2 của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần thực hành. Đề bài trong sách giáo khoa đặt ra cho các em như sau. Từ chuyện trí phèo của tác giả Nam Cao, em hãy bàn về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người. Với đề bài trên, chúng ta sẽ thực hiện theo đúng tiến trình viết gồm 4 bước. Và sau đây, cô sẽ lần lượt hướng dẫn các em các bước như sau. Đầu tiên là bước chuẩn bị. Các em cần phải xác định một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về dạng đề. Đề văn đưa ra thuộc dạng đề nghị luận về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học. Vấn đề nghị luận đó chính là từ chuyện trí phèo, chúng ta đi bàn về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người. Về các thao tác nghị luận chúng ta cần sử dụng trong bài viết, bao gồm có chứng minh, giải thích, bình luận và phạm vi dẫn chứng chúng ta có thể lấy trong văn học và trong cuộc sống. Đến với bước số 2, đó là bước tìm ý và lập dàn ý. Trước tiên là phần tìm ý, trên màn hình cô có đưa ra một bảng với một số những câu hỏi và cách trả lời các câu hỏi để hướng dẫn và định hướng kem các về cách tìm ý. Kem có thể tham khảo các câu hỏi và các cách trả lời như sau. Câu hỏi số 1. Sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người được biểu hiện như thế nào trong tác phẩm Chí Phèo? Chúng ta có thể trả lời như sau: Từ câu chuyện thức tỉnh của Chí Phèo có thể thấy tình yêu thương giữa người với người là sức mạnh có khả năng cảm hóa và giáo dục con người. Câu hỏi thứ hai: Chỉ ra ý nghĩa của tình yêu thương đối với nhân vật Chí Phèo. Tình yêu thương ấy giúp cho chúng ta thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, yêu đời và biết rằng cuộc sống có ý nghĩa. Câu hỏi số 3, theo em, tình yêu thương cần thiết như thế nào trong đời sống? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này như sau: Nó sẽ kết nối mọi người và tạo ra mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa người với người. Ngoài ra, cô còn có một số câu hỏi khác. Các em có thể quan sát và theo dõi trên màn hình. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã tìm ý xong, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần lập dàn ý. Ở phần lập dàn ý này, chúng ta sẽ cần phải lựa chọn và sắp xếp các ý mà chúng ta vừa tìm được theo bố cục 3 phần. Ở phần mở bài, các em cần phải dẫn dắt và giới thiệu được vấn đề nghị luận. Phần thân bài sẽ lần lượt nêu các luận điểm để làm sáng tỏ các luận điểm về tình yêu thương giữa con người với con người theo như cái bảng hướng dẫn tìm ý mà cô vừa cho các em xem và cuối cùng là phần kết bài kem cần khẳng định tình yêu thương là một phẩm chất cần có của con người trong cuộc đời và bước số 3 đó chính là bước thực hành viết ở bước này kem sẽ tiến hành viết bài văn theo dàn ý đã lập trong khi viết thì kem cần phải chú ý đến một số những cái điểm mà cô đã trình bày ở phần định hướng cũng như là chú ý cái cách diễn đạt sao cho nó chặt chẽ nó có cảm xúc cái cách sử dụng từ ngữ sao cho chính xác và đồng thời là viết đúng chính tả và ngữ pháp tiếng việt sau đây cô sẽ đưa ra cho các em một mẫu bài viết tham khảo như sau tác phẩm chí phèo của nam cao từ xưa và nay vẫn được xem là một chuyện ngắn tiêu biểu xuất sắc của văn học sáng tác theo khuynh hướng hiện thực phê phán thể hiện tài năng nghệ thuật của nam cao cũng từ sáng tác này chúng ta còn được chứng kiến một điều kỳ diệu trong cuộc sống đó chính là sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người Đọc những đoạn đầu tiên của tác phẩm, người đọc khó có thể hình dung được sẽ có nhân vật chính của chuyện, một con người bao nhiêu năm đắm mình trong men rượu, một con quỷ dữ của làng vũ đại lại có thể thức tỉnh cả phần, linh hồn nhờ vào tình yêu chấm nở. Khó hình dung hơn nữa, đó là khi Trí lại được đánh thức bởi mụ đàn bà xấu ma chê quỷ hờn, một người 30 tuổi vẫn chưa chót đời. Và không thể tin nổi khi chính người đàn bà xấu xí ấy lại mang trong mình lòng tốt bình thường mà cả làng vũ đại không ai có được bác cháu hành nóng hổi với những kỳ chỉ của thị nỏ đã đánh thức trong trí phần người lương thiện đã bị vùi lấp bấy lâu nay con người ấy mới hôm qua còn đi uống rượu say chửi cả làng chửi cả đứa sinh ra mình rạch mặt ăn vạ la làng khắp xóm mà lại có thể tỉnh táo nhận ra được những điều đơn giản những nhịp sống thường ngày có thể khóc có thể sống dậy những cảm xúc tê dại bấy lâu nay có thể yêu và khao khát mong muốn được trở lại cuộc sống lương thiện và mơ về một gia đình hạnh phúc điều đáng nói hơn đánh thức trí không phải là sức mạnh của quyền lực từ bá kiến cũng không phải là sức mạnh được mang đến từ những người dân làng vũ đại mà chính là lòng yêu thương ngây thơ thuần phát trong con người của thị nỏ từ câu chuyện thức tỉnh của Chí Phèo, có thể thấy tình yêu thương giữa người với người chính là sức mạnh có khả năng cảm hóa, giáo dục con người một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Trong thực tế cuộc sống, nhiều lần chúng ta bắt gặp sức mạnh đó ở người thấy hết lòng yêu thương học trò, dù đó là đứa học trò ngỗ ngược, ở người cảnh sát chạy giam luôn cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ các phạm nhân cải tạo. Tình cảm yêu thương chân thành đã lay động và kêu gọi thức tỉnh phần lương tri bị vùi khuất sau bao tội lỗi, cứu vớt bao con người khỏi xa và vực thẳm đau thương tình yêu thương đưa thế giới này thoát khỏi bao thảm họa diệt chủng ươm lại trong con người niềm tin vào tương lai tươi sáng có nhiều cách để giành lại hạnh phúc công bằng cho con người nhưng nếu yêu thương có thể hàn gắn mọi đau thương xóa mờ mọi tội lỗi thì tại sao chúng ta không nhân nó lên trong mọi trái tim không phát huy sức mạnh của nó cũng như nhà thơ tố hữu đã từng viết rằng có gì đẹp trên đời hơn thế người yêu người sống để yêu nhau tồn tại và ngày càng phát triển đó là quy luật của sự sống để phát triển trong cuộc chiến giữa chính và tà những thế lực phi nghĩa sẽ phải đầu hàng trước sức mạnh chính nghĩa nhấn con người chìm đắm trong khổ đau là bóng tối cái ác vậy thì kéo con người lên khỏi bờ vực đưa con người ra ánh sáng lương thiện phải là tình yêu thương như vậy sự tồn tại của tình yêu thương sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người là tất yếu là vô địch chúng ta có quyền tin vào cái sự trường tồn mãi mãi của sức mạnh ấy có thể thấy tác phẩm trí phèo của nam cao không lý tưởng hóa tình yêu bằng sự lãng mạn thơ mộng và thi vị mà ông tập trung ngòi bút và miêu tả tình yêu rất đỗi chân thực cũng chính nhờ ngòi bút ấy mà ta thấy được sức mạnh của tình yêu được thể hiện theo ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tình yêu ấy không những làm cho trí phèo thị nở bừng tỉnh giữa cuộc đời đầy mê muội mà còn làm cho người đọc có cái nhìn mới về tình yêu rằng tình yêu rất cao đẹp nhưng luôn đi liền với thực tế hiện tại tình yêu và cuộc sống phải hài hòa với nhau mới có thể tạo thành một tình yêu viên mãn và trọn vẹn. Sau khi đã đưa ra cho kem tham khảo một bài viết mẫu, chúng ta đến với bước cuối cùng, đó chính là bước kiểm tra và chỉnh sửa. ở trên màn hình cô sẽ lần lượt chiếu một số các câu hỏi đánh giá và gợi ý về cách chỉnh sửa bài viết để kem tham khảo. Đầu tiên, kem nhìn vào phần mở bài của mình, xem là phần mở bài đã giới thiệu được tác giả tác phẩm và vấn đề nghị luận đã đặt ra hay chưa? Mở bài nêu được vấn đề cần bàn bạc hay chưa? kem có thể chỉnh sửa bằng cách đó là khoanh tròn vào tên tác giả tác phẩm và vấn đề nghị luận gạch chân dưới những câu mà vấn đề được đưa ra để bàn bạc nếu như kem thiếu mất một số những cái nội dung trên thì kem có thể tiến hành thêm tên tác giả và tác phẩm và vấn đề nghị luận được đặt ra chỉnh sửa câu nêu vấn đề được đưa ra bàn bạc câu hỏi đánh giá thứ hai đó là mỗi đoạn ở trong phần thân bài có nêu được luận điểm của bài viết hay không các em có thể chỉnh sửa bài viết của mình dựa vào một số gợi ý như sau: Các em gạch chân vào câu nêu luận điểm, tức là cái câu chủ đề của mỗi đoạn văn và nên chuyển câu nêu luận điểm lên vị trí đầu của đoạn văn, và nếu cần thiết thì các em hãy ghi lại câu đó cho nó rõ ràng hơn. Câu hỏi đánh giá thứ ba, đó là mỗi luận điểm có được làm sáng tỏ bằng các lý lẽ và các dẫn chứng hay không? các em hãy kiểm tra lại xem là mỗi đoạn văn của chúng ta đã có luận điểm và cách chứng minh làm sáng tỏ luận điểm ấy có đầy đủ các lý lẽ và các dẫn chứng có phù hợp hay không có thuyết phục hay không câu hỏi đánh giá thứ tư là bài viết đã nêu ra bài học nhận thức hành động hay chưa nếu như các em quên mất chưa có cái bài học nhận thức và thông điệp được rút ra thông qua cái văn bản đó thì các em hãy bổ sung thêm những cái bài học về nhận thức và hành động vào bài viết của mình câu hỏi đánh giá thứ năm Phần kết bài đã khẳng định ý nghĩa của vấn đề hay chưa? Kem vui lòng đánh dấu vào một câu khẳng định ý nghĩa của vấn đề và có thể đánh dấu hai ngôi sao vào câu mở rộng. Và nếu như thiếu thì kem hãy bổ sung phần này nhé. Câu hỏi số 6. Bài viết có mắc lỗi diễn đạt hay không? Cách xưng hô trong bài viết đã phù hợp hay chưa? Đây là cũng là một trong những cái lỗi mà các bạn hay mắc phải, ví dụ như là về cách xưng hô các bạn chưa thống nhất cách xưng hô trong bài viết hoặc là mắc các cái lỗi diễn đạt, lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu thì các em vui lòng kiểm tra lại trong bài viết của mình. Như vậy thì buổi học ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em đi thực hiện viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của việt sách.